Kính bạch sư, con tìm hiểu Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo nói chung, con thấy Tứ Thánh Đế, Bốn Chư Lý Thánh có thể được xem là nền tảng của giáo lý tu đạt đến giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Và con xem kinh Chuyển Pháp Luân được xem là kinh nền tảng của người Phật tử cần phải học, phải nắm trước khi đào sâu tìm hiểu các nội dung quan trọng giáo lý Phật đã truyền dạy. Việc nắm giữ giáo lý việc nắm vững giáo lý trong kinh Chuyển Pháp Luân có giúp Phật tử tại gia như chúng con có kiến thức căn bản nhất để vận dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thưa sư, những suy nghĩ chia sẻ của con như vậy thật lý chăng? Với kinh nghiệm của sư, làm sao vận dụng giáo lý này vào cuộc sống hàng ngày? Thưa với quý vị là tùy theo căn cơ sở tánh mỗi người mà họ sẽ phù hợp với một cái bài kinh nào. Không phải ngẫu nhiên mà Đức Thế Tôn thuyết tới 84.000 pháp môn, 84.000 cái lời dạy để chi? Để từ những cái người nông dân cho đến hàng vua chúa, họ đều có được bài kinh để áp dụng cho chính bản thân. Cho nên cái nhiệm vụ của quý vị là phải tìm cho ra cái bài kinh phù hợp nhất với mình, chứ không thể nào mình đem áp đặt cào bằng được hết. Quý vị thấy đó, nếu như mà cào bằng xài được một cái bài kinh cho tất cả các cái trường hợp thì Đức Thế Tôn đi đâu cũng chỉ đem mỗi bài kinh Chuyển Pháp Luân ra ngài nói là đủ. Chính bởi vì như vậy đó, chúng ta nên có một cái nhìn nó tổng quát ha. Còn trong trường hợp cá nhân của vị này nha, tôi đang nói là cá nhân của vị này, thì áp dụng cái tinh thần bài kinh Chuyển Pháp Luân vào đời sống hàng ngày như thế nào? Thứ nhất là chúng ta tránh hai thái độ cực đoan là lợi dưỡng và khổ hạnh, chúng ta cần phải tránh. Và thứ hai, ý thức được tất cả những cái thứ mà do duyên thì nó chắc chắn nó sẽ dẫn đến khổ, tất cả các hành là khổ. Chúng ta phải thấy được cái sự khổ và thấy được nguyên nhân của nó. Khi mỗi lần mà mình khổ á, dù là trực tiếp hay gián tiếp, thì chúng ta cũng phải thấy cho được cái nguyên nhân do đâu mà cái khổ là xuất hiện. Ví dụ chúng ta bị thiêu đốt bởi dục, thì chúng ta nghĩ xem là do đâu mà chúng ta bị thiêu đốt. Chúng ta phát hiện do ái, ái là nhân sinh khổ. Đấy. Và chúng ta luôn luôn phải nhận biết, nhận thức được rằng con đường chấm dứt khổ phải là bát chánh đạo. Ngoài bát chánh đạo không còn cái cách nào để mà chấm dứt. Và chúng ta phải thực hành. Khổ cần được nhận biết, nguyên nhân khổ cần được đoạn trừ, sự chấm dứt khổ cần được đạt đến, và con đường chấm dứt khổ cần được thực hành. Thì đó là cái việc áp dụng tứ đế cho cái đời sống hàng ngày. Không biết về vấn đề này Vũ Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Thưa quý vị, sư cũng một lần nữa sư cũng đồng ý cái quan điểm mà về mỗi bài kinh đó, mỗi lời dạy Đức Phật đó, thì phù hợp theo căn cơ và cái tập khí của mỗi chúng sanh mà chúng ta áp dụng cho phù hợp. Riêng ở đây thì sư xin bổ sung nói rõ thêm về cái Tứ Thánh Đế. Thế là sư nói rõ về cái tầm quan trọng của cái việc mà chúng ta phải học rõ để hiểu rõ Tứ Thánh Đế. Bởi vì sao? Thưa quý vị, ngài có một câu hỏi của các vị hành giả mới hỏi ngài thiền sư Silanda rằng là bạch ngài, cái tiêu chuẩn cơ bản, cái tiêu chuẩn mà cơ bản tối thiểu nhất của một hành giả để hành thiền á, về pháp học á, là nên học gì, nghĩa là cơ bản nhất, tối thiểu nhất là học gì. Tại vì quý vị biết rồi đó, giáo pháp Đức Phật thì rất là rộng lớn, chúng ta không thể nào nói là chúng ta học hết được rồi tối nhất ta mới hay hành được, điều đó thì nó không có đúng được. Thì khi mà các hành giả mới hỏi ngài như vậy, ngài thiền sư Silanda ngài mới trả lời là cái tối thiểu nhất á, quý vị muốn hành thiền, quý vị phải hiểu rõ
tứ diệu đế đều rất là quan trọng. Bởi vì khi bởi vì để Đức Hạnh Tuệ cũng có nói quý vị đó, có nghĩa là bốn chân lý mình phải, thứ nhất là mình phải hiểu rõ, mình phải loại trừ và mình phải chứng đạt và mình phải thực hành. Khi quý vị mà không hiểu rõ tứ thánh đế này nè, thì quý vị nói quý vị là quý vị đem ra quý vị thực hành, cụ thể là hành thiền đi, để phát triển trí tuệ, để đi đoạn trừ phiền não đi, thì cái điều này nó đi ngược lại là Phật dạy thưa quý vị. Cái vấn đề chính á, là ở đây á, là nói về tứ thánh đế á, trong xuyên suốt trong tạng kinh, trong tạng luật lẫn tạng vi diệu pháp, tức là tạng luận, thì Đức Phật xuyên suốt các Phật nói về giáo lý thánh đế á, rất là tần suất rất là dày đặc để vị hiểu rõ được cái tầm quan trọng này. Tại vì sư có biết một vấn đề này, thưa vị, rất là nhức nhối là như vậy. Có một cái vị mở một khóa thiền, rồi quý vị đó giảng cái giáo lý cơ bản của tứ thánh đế này, nhưng mà lại sai. Quý vị hiểu đây thì khóa thiền đó nó không có đem lại, tại vì cái căn bản không có. Cái căn bản mà giáo lý đã sai rồi thì làm sao mà thực hành mà để đạt được lợi ích, thưa quý vị. Cho nên ở đây á, là sư có một lời khuyên là quý vị nên hiểu rõ giáo lý tứ thánh đế, để mình có cái kiến thức gọi là căn bản tối thiểu nhất á, rồi mình đem ra thực hành. Còn ở đây vị này nói là cái kinh nghiệm làm sao vận dụng giáo lý này trong đời sống hàng ngày, vị Đức Hạnh Tuệ cũng đã trả lời rõ rồi, nên là sư cũng bổ sung. Trước khi kết thúc câu trả lời này, sư cũng nhấn mạnh đó là dù cho bài kinh nào cũng vậy đó, bài kinh nào cũng vậy, nhưng mà cái điều quan trọng nhất quý vị phải nắm rõ giáo lý tứ thánh đế. Xin kết thúc cái câu trả lời này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Tình cờ thấy clip trả lời câu hỏi của bạn trên YouTube nên mình muốn trao đổi một vài lời. Mình đọc rất nhiều sách về thiền định và tổng hợp kinh nghiệm từ khoa học thần kinh và nhận thức. Muốn biết bất kỳ kinh nghiệm nào của bạn về chủ đề thiền định nếu có, ví dụ như ở thời hiện tại, cận đại và thậm chí bây giờ người ta có khả năng đi vào các tầng thiền hay không? Và nghe nói một số trường thiền có trải nghiệm được trạng thái này đúng vậy không? Đọc sách và nghe nói bà Dipama đã tiếp nhận phương pháp thiền định từ ngài Mahasi để kiểm tra khả năng còn chứng nghiệm được thần thông hay không, và đã chứng đắc được đạo quả, có đúng như vậy không? Bạn có biết hoặc thấy ai chứng thiền định và có khả năng đặc biệt gì tận mắt hoặc biết rõ chưa? Nghe nói trường thiền Pa Ao dạy có được khả năng nhập thiền, có đúng vậy không? Có phải người ta không vào được thiền nên phát triển một nhánh khác gọi là quán chỉ để lấp đầy cái gọi là tu hành? Bởi vì cái kết quả của quán chỉ là kinh nghiệm giới hạn nhất thời của giác quan, không phải cái thấy siêu việt của các trạng thái năng lượng mới, tạm gọi là như vậy. Nếu câu hỏi có bất kỳ khó chịu nào xin thông cảm bỏ qua. Cảm ơn bạn. Xin thưa, thông thường thì những câu hỏi như thế này sư sẽ im lặng, sư không có trả lời. Bởi vì khi mà chúng ta đã không có niềm tin thì mọi việc chỉ là lời đồn. Ngay cả cái chuyện quý vị, cái người hỏi nghe sư nói lại thì cũng là lời đồn. Tại vì lời đồn là do người khác nói mà chính bản thân mình không có sự kiểm chứng thì đó gọi là lời đồn. Thì nếu như mà quý vị không có được cái niềm tin nơi sư thì cái chuyện sư nói nó cũng là lời đồn. Mà nếu như quý vị có niềm tin nơi sư thì quý vị sẽ không hỏi như thế này. Đây, chính bởi vì như vậy đó, sư vẫn khuyên là muốn biết thì hãy tự trải nghiệm. Bởi vì trăm nghe không bằng một thấy. Chính quý vị
từ cái người hỏi này hãy đi trải nghiệm. Khi quý vị trải nghiệm rồi đó, quý vị sẽ học được nhiều thứ. Ví dụ như sự kiên nhẫn, sự định tâm, sự khiêm cung, và sự tìm tòi, tìm hiểu những cái điều mình chưa rõ. Rất nhiều điều chúng ta sẽ học được khi mà chúng ta thực hành, tự chúng ta trải nghiệm thì sẽ tốt hơn là nghe lời người khác nói. Và sư qua câu hỏi tiếp theo. Giọng của sư hơi vang hả? Để sư kiểm tra lại coi. Sư không có thêm bất kỳ một bộ lọc nào cả. Nếu như mà sư tăng cái volume lên, micro tăng volume lên thì nó sẽ bị rè. Rồi, thôi chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.